Ông vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam gả chồng cho vợ cũ. Sau khi kết hôn với Lý Chiêu Hoàng, Trần Cảnh tức nhà vua Trần Thái Tông đã được nàng xuống chiếu nhường ngôi và mở ra một triều đại hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Thái sư Trần Thủ Độ đã ép buộc vua phải truất ngôi hoàng hậu từ Chiêu Hoàng, lập Thuận Thiên công chúa lên làm mẫu nghi thiên hạ vì Chiêu Hoàng không sinh được quý tử nối dõi cho nhà vua. Thời đó có một vị tướng tên Lê Tần lập được nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt là hộ giá cứu vua Trần Thái Tông. Ghi nhận điều này, nhà vua đã phong tước hiệu cho Lê Tần là Lê Phụ Trần, ban thưởng bằng cách gả Chiêu Hoàng cho, đồng thời cũng là bù đắp cho người vợ cũ.